Kính thưa quý bà, cô bác, quý anh chị rất thân mến, chúng ta đã biết sự việc được lan truyền trên mạng xã hội về hình ảnh một thánh lễ đang được cử hành thì bị nhóm người vào quấy rối là một lần nữa tái diễn, và đây là lần ít nhất là lần thứ hai chúng ta có thể chứng kiến được những điều mà không thể nào chấp nhận. Và rồi sự thật nó đã xảy ra ở tại giáo phận Kon Tum. Trên chia sẻ trang nhà của giáo phận cũng đã đăng nói về vụ việc cán bộ phá rối và xúc phạm thánh lễ tại giáo họ Phaolô thuộc giáo xứ Đắk Rất vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 22 tháng 3 năm 2023, cha Francisco Xavier Lê Tiên là linh mục chánh xứ Đắk Rất Quảng Hạt Đắk Mót đang cử hành thánh lễ chiều thứ tư mùa chay tại giáo họ Phaolô thuộc giáo xứ Đắk Rất, xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thì một số cán bộ xã Đắk Nông đã xông lên bàn thờ ngăn cản, chửi bới, yêu cầu dừng thánh lễ. Vụ việc đã được lan truyền một cách nhanh chóng trên mạng xã hội qua một số hình ảnh và video trong những ngày qua. Hành trình đến địa điểm và gặp gỡ cha Francisco Xavier Lê Tiên đã tìm hiểu đôi chút về vụ việc đáng tiếc trên. Cha Francisco Xavier Lê Tiên cho biết giáo họ Phaolô nằm trên địa bàn xã Đắk Nông có thánh lễ hàng tuần từ nhiều năm nay. Vì chưa có nhà thờ, nhà nguyện nên mượn nhà giáo dân để dâng lễ. Đây cũng là vùng biên giới nên cũng có nhiều khó khăn riêng. Trong lúc đang dâng lễ, cán bộ xã đến yêu cầu ngưng thánh lễ. Ngài xin cán bộ cho phép được dâng xong thánh lễ rồi gặp gỡ trao đổi. Nhưng cán bộ không chấp nhận với lời lẽ gắt gỏng, hành vi xúc phạm. Là người công giáo và ngay cả người ngoài công giáo, chúng ta đều biết sự thánh thiện và thánh thiêng của việc cử hành các bí tích, đặc biệt là thánh lễ. Linh mục với phẩm phục khi cử hành bí tích đó là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô, là suối nguồn ân sủng và bình an mà Thiên Chúa ban cho con người. Theo lời của một người chứng kiến sự việc, sau khi đọc xong lời Chúa thì cha Francisco Xavier Lê Tiên không giảng lễ, ngài im lặng bước sang phần cử hành phần phụng vụ thánh thể. Sau khi dâng tiến của lễ thì cán bộ vây quanh phá tan nghi lễ. Một nữ cán bộ tiến thẳng lên bàn thờ và lấy đi cuốn sách Roma, sách lễ Roma. Cha Francisco Xavier Lê Tiên khẳng định là một linh mục khi cử hành thánh lễ không thể dừng thánh lễ nửa chừng. Ngài mong ước dâng xong thánh lễ sẽ làm việc, đối thoại với chính quyền. Nhưng không được, một số dân quân được tăng cường và thấy tình hình căng thẳng và lo ngại sẽ có cuộc ẩu đả, ngài đã đành dừng thánh lễ với phép lành và lời chúc bình an. Hình ảnh của các cán bộ xông vào phá tan một nghi lễ trang nghiêm đáng thật xấu hổ, ngang nhiên phá đi sự linh thánh trong thánh lễ là một sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa, người công giáo gọi là phạm thánh. Điều không bao giờ được phép làm, đụng đến Thiên Chúa thì không chỉ là đụng đến một nhóm tín hữu nhỏ nơi vùng đất nghèo này, mà là đụng đến danh dự của người công giáo trên toàn thế giới. Xúc phạm đến Thiên Chúa là đang xúc phạm đến hàng triệu triệu người công giáo khắp nơi trên hoàn cầu. Nhìn vào hình ảnh, cách ứng xử, ngôn từ, phong thái của cha Francisco Lê Tiến và các cán bộ, chúng ta cũng thể hiểu được nền tảng giáo dục và đời sống nhân bản, trình độ văn hóa như thế nào. Hãy để các thế hệ con cháu và lịch sử Việt Nam trả lời cho những gì chúng ta làm hôm nay. Nhìn vào hình ảnh một linh mục khiêm nhường, ôn tồn, nhẹ nhàng khi bị cán bộ ngang tàng xông vào cản trở, chúng ta có thể nhận ra nơi ngài sự hiện thân của Đức Kitô. Là người công giáo, chúng ta không kết án chỉ trích nặng nề bất cứ ai, vì Thiên Chúa là tình yêu, là đấng giàu lòng thương xót. Nhưng chúng ta có trách nhiệm và bổn phận bảo vệ sự thánh thiêng của các thánh lễ và các bí tích. Không một ai, một thế lực nào có quyền xúc phạm đến Thiên Chúa. Hy vọng trong thời gian tới, chính quyền các cấp quan tâm để những khó khăn về thực hành đức tin của các linh mục và giáo dân trong xã Đắk Nông mau chóng được giải quyết. Và mong thay người công giáo trên vùng cao được sống niềm tin của mình một cách trọn vẹn, các linh mục được bình an để phục vụ dân Thánh Chúa. Đây là bài chia sẻ của cha Tadeo Võ Sơn Sơn được đăng ở ngay trang nhà của giáo phận Kon Tum vào ngày 24 tháng 3 năm 2023.
của Chúa luôn gắn bó mến yêu đoàn chiên và luôn mang lấy mùi chiên ấm vác chiên đau kiếm chiên lạc đường. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mê Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa say mến luôn thành thế nhiệm màu. Xin cho linh mục của Chúa luôn dẫn bước kết liên đoàn chiên và luôn hăng hái nhiệt tâm đến với muôn dân khắp trên mọi miền. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Được mọi sự đời. Xin cho linh mục của Chúa luôn thánh đức chứa tràn niềm vui. Giản đơn và khó nghèo hơn chúng ta trung kiên hiến dâng đời mình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu đúng đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa nên muối men ước mặn tình đời. Xin cho linh mục của Chúa ánh sáng chiếu soi trần gian, truyền giao ơn thánh trời cao xuống khắp nhân gian khát khao hòa bình. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu mục tử nhân lành. Xin cho linh mục của Chúa nhiệt tâm luôn sống phúc âm và nên gương mẫu. Xin cho linh mục tình yêu nung nấu đi khắp muôn phương rộng phát tình thương. Xin cho linh mục hạnh phúc đời tu say mến Giêsu và luôn thanh thoát. Xin cho linh mục hằng luôn khao khát nên giống Giêsu.